Xin chào các bạn, hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với các bạn một loại cây được mệnh danh là thần dược chữa trị các loại bệnh ung thư. Đây, trước mắt các bạn là cái loại cây mà Tiến muốn giới thiệu với các bạn đây ạ. Đây, lá của nó như thế này. Và đây là hoa của nó nha các bạn. Đố các bạn biết đây là cái gì ạ? Vâng, đây gọi là cây xương khỉ, hay còn gọi là cây bìm bịp, hoặc là một số nơi thì gọi là cây mãnh cộng. Thì cái loại cây này Tiến được biết đến từ năm 2017. Lúc đó thì Tiến tìm hiểu ở trên mạng và một số người đã chia sẻ cho Tiến rất là nhiều để giới thiệu cái cây này. Như một số thông tin mà Tiến tìm hiểu trên mạng thì người ta giới thiệu rằng là cây này nó sẽ chữa trị được tất cả các loại bệnh về ung thư. Và Tiến cũng đã xin được một ít giống của nó về trồng đây. Đây là cái cây mà Tiến nhà Tiến cũng đang trồng, nhưng mà nói thật thì từ năm 2017 tới giờ thì Tiến không có sử dụng nó, nhưng mà Tiến vẫn trồng và chăm sóc để đó thôi. Và hôm nay Tiến làm video này để giới thiệu với các bạn thực hư về cái cây bìm bịp, hay còn gọi là cây xương khỉ, có chữa trị được các bệnh về ung thư hay không. Thì lúc đó năm 2017 thì Tiến có tìm hiểu và được có một anh ở trên mạng, anh ấy đã cho Tiến cái giống này về Tiến trồng. Đây, anh này thì ảnh cho miễn phí luôn, mình chỉ cần nhắn tin số điện thoại địa chỉ thì ảnh gửi ra cho mình. Thì anh này thì ảnh ở Ninh Thuận và anh chuyên kinh doanh các cái loại cây về thuốc nam đấy. Thì nhiều người nói rằng là cây xương khỉ hay còn gọi là cây bịp bịp đấy chữa bệnh về ung thư rất là hiệu quả. Bản thân Tiến thì Tiến cũng đã sử dụng 3 tháng, nhưng mà hiệu quả của nó đến đâu thì bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Tại vì cái thời điểm đó thì Tiến sử dụng khoảng 3 tháng và Tiến thấy là cái bệnh của Tiến ngày càng phát triển hơn, thành ra là Tiến không có sử dụng nó. Tiến ngưng sử dụng cho đến tận bây giờ. Đây, thì cái bìm bịp hay còn gọi là cái mảnh cộng này á, thì người ta bảo là có thể dùng được là cả lá tươi và cả phơi khô. Thì cái này nếu mà lá khô thì người ta dùng để sắc nước uống hàng ngày. Đây là cái lá phơi khô. Cái này thì là cái cây của nó sau khi phơi khô này các bạn. Cái này thì Tiến đã cũng là xin, nhưng mà thực chất nói là xin thì cũng không phải là xin đâu, tại vì là mình phải gửi tiền cho người ta. Và số tiền thì là người ta gọi là tùy lòng hảo tâm đấy, tức là mình gửi bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải bắt buộc gửi tiền thì người ta mới gửi hàng ra cho mình. Đây cái cửa hàng mà lúc Tiến nhận đây, Tiến đây từ năm 2017 và Tiến vẫn giữ đến tận bây giờ nha các bạn. Đấy, đây là cái mà Tiến đã xin ở trên mạng. Và như các bạn cũng biết là các bạn cứ tìm hiểu đi, thì biết đâu được cái thuốc nam thì nói thiệt là người ta nói là có bệnh thì vái tứ phương. Thì Tiến cũng đã từng vái tứ phương như vậy, tức là có nghĩa là ai giới thiệu cái gì thì Tiến thầy cũng sẽ tìm hiểu và cũng sử dụng thử. Thì riêng cái cây bìm bịp này thì Tiến đã sử dụng được 3 tháng, nhưng mà lúc đó thì cái hiệu quả nó mang lại cho Tiến thì Tiến không thấy đâu hết. Cho nên các bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng nó xem thực sự nếu như mà cây bìm bịp mà chữa được bệnh ung thư thì chắc có lẽ là nói thiệt là nếu mà như bìm bịp mà chữa được ung thư thì chắc Tiến không phải lết lắc ở bệnh viện suốt mấy năm nay rồi. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc cho thật kỹ nhé. Tiến hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp các bạn nhìn rõ hơn về cái tác dụng thực sự mà cây bìm bịp mang lại. Còn nếu các bạn muốn sử dụng thì Tiến nghĩ rằng là nó sẽ có một số tác dụng nhất định để mà hỗ trợ điều trị một số loại căn bệnh thông thường. Còn nếu mà nói rằng là cây bìm bịp có thể mà chữa được bệnh ung thư thì Tiến nghĩ rằng là điều đó là không thể. Tại vì y học hiện đại tới tận bây giờ, các cái loại căn bệnh về ung thư người ta vẫn còn chưa dám khẳng định rằng là
họ có thể chữa khỏi, mà ngay cả bác sĩ đang điều trị cho Tiến người ta cũng nói rằng là cái căn bệnh ung thư không thể nói là chữa khỏi, mà chỉ là ngăn chặn cái sự phát triển của cái căn bệnh đó và kéo dài cái thời gian sống cho người bệnh thôi. Cho nên là ở đâu đó các bạn nghe thông tin là cây này có thể chữa bệnh ung thư thì các bạn cứ sử dụng, và để tự bản thân mình kiểm chứng xem là thực tế nó là có chữa được bệnh ung thư hay không. Còn riêng Tiến thì Tiến nói thật là bây giờ là Tiến không có tin rồi đó. Thì hy vọng video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về cây bìm bịp, hay còn gọi là cây mãnh cầm, cây xương khỉ. Nếu như có một ai đó đã sử dụng và có hiệu quả thì các bạn hãy cho tôi biết để mình có những cái bằng chứng rõ ràng nhất, cụ thể nhất về cái tác dụng của cây bìm bịp chữa trị bệnh ung thư. Tiến xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video này. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp các bạn có thêm một nguồn tư liệu nữa để hỗ trợ cho mình trong quá trình điều trị bệnh, và cũng có cái nhìn rõ ràng và khách quan nhất bởi chính bản thân Tiến là người đã từng sử dụng. Nếu các bạn thấy video này có hay, các bạn hãy like và chia sẻ giùm Tiến ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn.